Đại Phương Quảng Bậc Hoa Nghiêm Kinh Thế Chủ Diệu Nghiêm Phẩm Đệ Nhất Tập 29 tình không phát sư chuyển ngữ hành chân biên tập nguyên tâm thời gian ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám địa điểm phật giáo cư sĩ lâm singapore xin mở kinh ra trang 15 Chúng ta xem tiếp câu thứ tư Nhất thiết như lai Đắc bồ đề xứ Thường tại kỳ trung Thân cận bất xã Đoạn kinh này là khen ngợi hành đức của bồ tát chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa mỗi chữ trong kinh văn sau đó mới có thể tiếp thu được những gì mình học mới không đến nỗi uổng công đọc kinh đọc kinh quan trọng nhất là hiểu nghĩa sau khi giải nghĩa phải có quán thành như vậy mới thật sự đạt được lợi ích của phật pháp nếu không hiểu nghĩa của nó, không biết quán thành, sau khi đọc kinh, không thể nói không có lợi ích, lợi ích rất ít. Trong nhà Phật thường nói là chỉ trồng chút thiện căn mà thôi, đời này không đạt được thọ dụng nếu đời này đạt được lợi ích nhất định phải hiểu nghĩa của nó có quán hành tùy văn nhập quán nghĩa là nói có thể tùy theo kinh văn tùy theo văn tự hoặc khi nghe giảng kinh tùy theo âm thanh mà khế nhập cảnh giới đó là lợi ích chân thật như câu thứ nhất của đoạn này bồ tát có năng lực đem công đức của tất cả chư phật biến thành công đức của chính mình hôm qua đã nói tường tận với quý vị như những chỗ này chúng ta nhất định phải biết học tập họ có thể vì sao chúng ta không thể nếu tìm được nguyên nhân không thể Tiêu trừ nguyên nhân này Hay nói cách khác Chúng ta có thể Câu thứ tư Nhất thiết như lai like Được Bồ Đề xứ Chúng ta xem câu kinh văn này có liên tưởng đến đương thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở dưới cổ Bồ Đề. Khi sau mai vừa mọc, liền hoát nhiên đại ngộ chăng. Tùy văn nhập quán Nói cho chư vị biết, đây không gọi là tùy văn nhập quán, gọi là tùy văn khởi vọng tưởng. Đây không phải nhập quán. Đây là tùy văn khởi vọng tưởng, Ta nhớ lại câu chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Như thế nào gọi là tùy văn nhập quán Nhớ ở trước đã nói Ở trước cư sĩ Di Ma Cật Nói về đạo tràng Đạo tràng mà cư sĩ Duy Ma Cật nói Chính là nơi Phật Như Lai được Bồ Đề Không được Bồ Đề Sao gọi là Đạo Tràng Bồ Đề là giác ngộ Chỉ cần có thể giúp ta giác ngộ Mọi nơi đều là Đạo Tràng Mọi lúc đều là Đạo Tràng Mọi người, mọi sự, mọi vật Đều là tăng thượng duyên Giúp ta chứng đạo Khai thị này của cư sĩ Duy Ma Cực Rất đáng cho chúng ta suy gẫm. Nhất định phải lãnh hội tường tận chúng ta học tập câu này như thế nào thường ở trong đó thân cận không bỏ câu này nghĩa là sao giúp phật giáo hóa chúng sanh bồ tát không lìa xa phật Phật ở đâu Bồ Tát nhất định ở đó Nếu như hiểu được đạo lý này Sẽ biết cần học tập như thế nào Đức Phật thì hiện Bồ Tát cũng thị hiện Ai làm Phật Ai làm Bồ Tát Đều do gặp duyên khác nhau Đại sư thiền Đạo nói câu này rất có ý nghĩa Chúng ta ở trong hội này Hội này không phải nói là hội hiện tại Là hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Pháp vận của hội này Có 12.000 năm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Làm hội chủ Ngài dùng thân Phật để xuất hiện Làm hội chủ Làm chủ tịch Hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện Làm Bồ Tát Để ủng hộ Ngài Để tán tháng Ngài Mọi người đều đến cổ vũ cho Ngài Vì sao phải làm như vậy Họ làm để cho chúng sanh thấy Ý này rất sâu sắc Ai có thể nghe Pháp tu hành mà có thể chứng quả ngay trong đời này Chứng quả tức nhập cảnh giới Phật Kiều vị phải biết Nhân tố thứ nhất là tính tâm Nếu không có lòng tin đối với vị thầy này Ta sẽ không có bất kỳ thành tựu nào Đây là đạo lý nhất định Pháp thế xuất thế đều không ngoại lệ thành tựu của mình nhất định tỷ lệ thuận với tính tâm của mình đối với thầy dù thầy cao minh đến đâu có học vấn đến đâu có đức hạnh đến đâu nếu không có lòng tin đối với họ dù theo học cả đời nghe họ giảng kinh thuyết pháp đều không đạt được chút lợi ích nào bởi vậy kinh hoa nghiêm mới nói niềm tin là chiếc nôi của mọi công đức tính vi đạo nguyên công đức mẫu đạo là gì là con đường thành phật căn nguyên của con đường thành phật ở trước chúng ta đã nói biển lớn công đức của tất cả như lai chiếc nôi của công đức chiếc nôi nghĩa là năng sanh có thể sanh ra vô lượng vô biên công đức Đều do tính tâm này Thế Tôn thì hiện thành Phật Ai nhận ra Ngài Ai có thể sanh tính tâm với Ngài Điều này chắc định Có rất nhiều Bồ Tát Đến làm cư đây mới gọi là Một vị Phật xuất thế Ngàn vị Phật ủng hộ Nếu Ngài không có ngàn vị Phật Ngàn không phải là chữ số Thực tế mà nói Là vô lượng Phật Bồ Tát ủng hộ Không chỉ ngàn vị Phật Ngàn là nói rất nhiều Rất nhiều chư Phật đến ủng hộ Khiến những chúng sanh này Thấy có nhiều người như thế đều đến nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp. Đại khái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có học vấn, là người có đức hạnh. Nếu không có những người này đến ủng hộ, tuy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có học vấn, đức hạnh, không sao khiến hết thảy phàm phu đều sanh tâm tín ngưỡng đối với mình. Vì thế, chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát thì hiện làm bốn chúng đệ tử của Phật. Hai chúng xuất gia, hai chúng tại gia đều là Phật Bồ Tát tái sanh, không phải phàm phu. như vậy mới có thể thành tựu sự nghiệp độ hóa chúng sanh mà sự nghiệp độ hóa là bổn nguyện của tất cả chư phật bởi vậy ai thì hiện làm phật đều không sao tự tha không hai không nhất định phải mình làm phật không nhất định bất kỳ ai làm phật đều được đều như nhau tâm đều thanh tịnh như thế đều bình đẳng như thế ở đây chúng ta thấy đều là phật bồ tát pháp thân đại sĩ có đồng học đến hỏi tôi Bồ Tát thị hiện trong hàng đệ tử Phật. Vì sao vẫn có người làm ác? Có người chuyên môn phá Đức Phật thích Ca Mâu ni, nghĩ ra nhiều cách gây chướng ngại. Chướng ngại có hai dạng người. Thứ nhất là đại quyền thị hiện. Trên mặt hiện tượng là chướng ngại Thực tế là giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chẳng hạn như lục quần tỳ kheo Đây là hàng đệ tử không biết nghe lời Phật Khó dạy Ngày nay tạo rất nhiều tội nghiệp Đều là Đại Bồ Tát Vì sao họ làm như vậy? Để mọi người nhìn thấy Đến bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đệ tử của Ngài ra bên ngoài giết người Làm những điều phạm tội Sau khi Phật nghe xong liền chế định giới luật Bởi vậy nếu không có họ tạo tội Làm sao chế định giới luật Họ cố ý tạo nhiều lỗi lầm Để Đức Phật chế định ra từng điều luật Họ là đại quyền hiển thị một chướng đạo khác là ma Quyến thuộc ma phương Vì sao họ chứng ngại Vì đố kỵ Sơn nhuế Từ trong đố kỵ Và sơn nhuế Sanh ra là ma Ma chướng đạo Ma không hy vọng mọi người Thành tựu đạo nghiệp mà thích thấy người khác chịu khổ chịu tội Họ liền hoan hỷ Thấy người lìa khổ được vui họ không vui Chúng ta thử nghĩ xem Mình là Phật hay là ma Nếu chúng ta là đệ tử Phật Thấy tất cả chúng sanh lìa khổ Liền sanh tâm hoan hỷ Thấy tất cả chúng sanh chịu khổ chịu nạn Chúng ta liền sanh tâm thương xót không nhẫn tâm nhìn Đây là đệ tử Phật Nếu hoan hỷ khi thấy người khác đau khổ Sanh tâm đố kỵ khi thấy người khác được phước Được lợi ích Chúng ta là ma Không phải Phật Ma cũng không sợ ma Ma sẽ quay đầu Không làm ma nữa Mà làm đệ tử Phật Vậy là đúng Cho nên huân tập thời gian dài trong Phật Pháp Mà cũng giác ngộ Cũng hồi tâm chuyển ý Để ủng hộ Phật Pháp Sau khi đọc câu kinh văn này Phải học tập như thế nào Chúng ta tuân theo giáo huấn Của Hòa Thượng Đế Nhạc Hòa Thượng dạy đệ tử mình niệm Phật Niệm mệt thì nghỉ Nghỉ khỏe lại tiếp tục niệm Nhất định không giải đải Ta sẽ niệm được Pháp hỷ sung Mã Niệm tương ưng với Phật a di đà Tương ưng với chư Phật Như Lai Hiện nay thiên tai dồn dập Một số đồng tu đến gặp tôi Đều nói với tôi về những tin tức Họ xem được trên tivi Hay ở chỗ nào đó Khắp nơi đều có thiên tai Chúng ta cần phải có tâm cảnh giác cao độ Như trong Kinh Vô Lượng Thọ Nói khéo giữ gìn tam nghiệp Phải đoan thân Phải đoan tâm đức phật dạy chúng ta làm chúng ta nhất định phải siêng năng nỗ lực làm phải hiểu những gì trong kinh nói dạy chúng ta những gì không phải đọc rồi mà thôi đọc rồi cũng vô dụng đọc rồi phải biết thực hành như thế nào chúng ta đọc câu kinh văn này sẽ biết có thời gian đến đây niệm phật đến đây nghe kinh đây chính là thường ở trong đó thân cận không xả Câu sau cùng Hằng dĩ sở đắc phổ hiền nguyện hải Khiến tất cả chúng sanh trí thân cụ túc Câu này nói với chúng ta một cách rõ ràng Lấy đại từ đại bi Giúp tất cả chúng sanh Tuyệt đối không cho chúng sanh lợi ích nhỏ Hôm qua Mạng trực tiếp ở chỗ chúng tôi bắt đầu sử dụng Bắt đầu từ hôm qua Vì thế bây giờ chúng ta giảng kinh ở đây Mọi người đừng cho rằng Ở giảng đường này chỉ có chừng đó người Không chỉ Toàn thế giới đều nghe trực tiếp Không ở nơi đào tràng này Trên mạng máy tính bàn Laptop đều có thể nghe được âm thanh giảng kinh có một số đồng tù nói nghe trong vi tính còn rõ hơn ở hiện trường tôi hỏi họ nguyên nhân vì sao hiện trường có nhiều tiếng vang của âm thanh trong vi tính không có tập âm toàn thế giới đều nghe được đây là phương thức hoàn pháp trong một kỷ nguyên mới một mở đầu mới cho thế giới này khu vực này khu vực này tức là địa cầu này trước đây không có sau sự mở đầu này Nói thật đối với việc hoàn pháp lợi sanh Phương tiện hơn nhiều Mà còn tiết kiệm rất nhiều chi phí Tương lai chúng ta cần in sách chăng? Không cần in sách CD, băng ghi âm đều không cần Toàn bộ đều có trong vi tính mà mỗi lần nói đều lưu trong vi tính Năm ngoái nói, năm trước nói Những gì trước đó nói Ta đều có thể nghe Hôm nay chúng ta gửi đi hơn 100 phong thư Nói cho mọi người biết địa chỉ trên mạng Sau này không cần gửi sách tiết kiệm rất nhiều tiền bưu phẩm, tiết kiệm rất nhiều phiền phức, rất nặng đề. sau này nếu như vị muốn học kinh giáo, muốn nghe kinh, mua cái laptop là đủ, không cần gì thêm nữa. hành lý rất đơn giản mấy bộ y phục để thai laptop như túi sách đi học vậy quý vị thấy tự tại biết bao đi đâu cũng rất nhẹ nhàng cần gì gửi hành lý còn phải bao to bao nhỏ phải trả tiền phí thừa hành lý rất phiền phức đây là phương tiện do khoa học kỹ thuật đem đến chúng ta phải biết dùng đối với chúng sạch chúng ta giúp họ tuyệt đối không dùng tiểu thừa giúp tuyệt đối không dùng quyền giáo giúp ở đây đức phật dạy chúng ta phải dùng đại nguyện phổ hiền giúp họ hành nguyện phổ hiền là chân thật cứu cánh viên mãn Biển là ví dụ Đại nguyện Phổ Hiền là gì? Quý vị nghe câu này Nhất định là nghĩ đến Thập Đại Nguyện Phương Như vậy gọi là vọng tưởng Lại chấp tướng Hành nguyện Phổ Hiền Vô lượng vô biên Trong kinh Hoa Nghiêm Nói từ đầu đến cuối Mỗi chữ mỗi câu Đều là hành nguyện phổ hiền Nói cho chư vị biết Không chỉ thập đại nguyện phương ở sau Không chỉ hai ngàn pháp môn Nói trong phẩm ly thế gian Không chỉ bao nhiêu đó Hai ngàn pháp môn là quy nạp thập đại nguyện vương ở sau là quy nạp chung trong mỗi nguyện đều nhiếp vô lượng vô biên hành môn thành phố hiền và các hạnh bồ tát đại thừa khác sai biệt ở đâu điều này rất quan trọng không thể không biết sai biệt ở chỗ tâm lượng không giống nhau tâm của phổ hiền không có chứng ngại Cho nên Tận hư không biến pháp giới Tâm Ngài là bình đẳng Thanh tịnh Tu bất kỳ pháp môn nào Công đức Đều biến khắp hư không pháp giới Đại thừa Bồ Tát Chưa đến cảnh giới này vẫn còn phân biệt vẫn còn vọng tưởng điều này không sánh bằng bồ tát phổ hiền tâm của bồ tát phổ hiền tương ưng viên mãn với tự tánh bồ tát đại thừa tương ưng một phần với tự tánh trong kinh đức phật đưa ra ví dụ rất hay ngài dùng ánh trăng ví với cảnh giới của bồ tát bồ tát sơ phát tâm đây là đại thừa viên giáo sơ trụ bồ tát sơ tâm trụ Giống như ánh trăng non vậy Mồng 2, mồng 3 Chúng ta thấy ánh trăng lưỡi liềm Trăng non Tuy trăng lưỡi liềm Quý vị phải biết đó là trăng thật Không phải giả Đó là ánh trăng thật Không phải giả đẳng giác bồ tát như trăng mười bốn sắp viên mãn quang minh của bồ tát phổ hiền là trăng tròn ánh trăng tròn bồ tát phổ hiền là trăng tròn bồ tát đại thừa từ đẳng giác trở xuống là trăng mười hai mười ba mười bốn ánh sáng không thể sánh với trăng trọn chưa vì lãnh hội từ trong ví dụ này như thế nào gọi là hạnh phổ hiền Giờ đây có thể biết bồ tát đại thừa Trong đoạn Kinh Văn Thượng Phẩm Thượng Sanh Của Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đại sư Thiền Đạo giải thích cho chúng ta Ngài đưa ra một ví dụ rằng Bậc Đại Thiện Tri Thức trong thế gian có tu trì có trí tuệ có đức hạnh đến nói với quý vị pháp môn tịnh độ là thế tôn phương tiện giáo không phải cứu cánh giáo khuyên quý vị từ bỏ pháp môn này để tu pháp môn khác quý vị nghe xong có động tâm chăng Nghe nói người này rất có tiếng tâm Chân thiện tri thức Tâm liền dao động Vậy là sai Trước khi Thế Tôn nhập diệt Biết chúng sanh trong thời kỳ mạt Pháp Không có trí tuệ Không có năng lực phân biệt chân vọng Không có khả năng phân biệt chánh tà đặc biệt thương xót khai thị cho chúng ta về tứ y pháp dạy chúng ta y pháp không y nhân pháp là gì pháp là kinh trong kinh phật không có cách nói này y pháp bất y nhân cần phải chú ý ta tu học nương vào bộ kinh nào tất cả kinh điển đều là phật nói kinh điển đức phật nói ý nghĩa đều viên mãn nhưng phàm phu không được tâm phàm phu không viên mãn phàm phu có thiên lậu chấp thiên kiến lậu chấp kiến văn thiển cận chấp trước thành kiến của mình thường hư sự ta hiểu sai chính mình không còn gì để nói ta còn chẳng chắc sai người khác đây là tội địa ngục a tỳ không thể không biết điều này Pháp Pháp đều viên dung Nhưng Người thế gian không có tri kiến chân thật này Luôn nhìn thấy Phật Pháp là xung đột Mâu thuẫn nhau Chống đối nhau Khi tôi mới học Phật Cũng thường lui tới chưa gọi là thân cận thường gặp mặt một vị giáo thọ đại học đài loan là ông nghiêm nhất bình ông dạy môn khảo cổ học người thông minh khi tôi mới học phật ông ta nói với tôi phật pháp không có gì rất mâu thuẫn Tôi nói mâu thuẫn ở đâu Ông ta nói đừng có nói gì khác Ông ta từng đọc Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang từ đầu đến cuối chẳng khác nào Hai thùng nước đổ qua đổ về vậy Lúc nói không Lúc nói có Tự tướng mâu thuẫn Quý vị xem giáo thọ đại học Còn là giáo thọ nổi tiếng Tôi nghe xong chỉ mỉm cười Ông ta là trưởng bối Lúc đó tôi hai mươi mấy tuổi Ông ta bốn mươi mấy tuổi Ngài tranh luận với ông ta Quý vị thấy Giáo thọ đại học Phần tử tri thức Tri kiến còn như thế Huống chi những người bình thường Nói đến đây Sư thừa quan trọng Sư thừa là tôi chỉ tin lời của một vị thầy tôi chỉ nghe theo vị thầy này vấn đề gì tôi cũng thỉnh giáo thầy có nghi hoặc hỏi thầy nhất định không dễ dàng tin lời người khác nếu như nghe lời người khác tin lời người khác vậy rốt cuộc mình học theo ai thầy có trí tuệ thầy có đức hạnh cho nên đối với chúng ta đề phòng rất nghiêm khắc hiện nay sư đạo không còn quý vị theo tôi chúng ta là bạn bè tôi không dám xưng thầy tôi không có đức hạnh này chúng ta là bằng hữu chúng ta là đồng học tôi học sớm hơn quý vị vài ngày Nếu là quan hệ thầy trò Điều đó hoàn toàn khác nhau Hiện nay có sư đạo chăng? Không có Sư đạo là học trò phục tùng thầy 100% Không nói hai lời tuổi tác của tôi trong thời đại này còn có dính đến một chút sư thừa quả thật rất may mắn tôi học triết học học cùng thầy phương đông mỹ một vị thầy thầy có phương tiện thiện xảo để phòng phạm không cho phép tôi thân cận những giáo thọ khác không cho phép tôi tiếp cận học sinh của thầy thầy dạy học tại đại học đài loan tôi muốn giữ thính môn học của thầy chủ nhật hàng tuần thầy rút ra hai tiếng dạy riêng tôi ở nhà thầy không cho tôi đến trường nguyên nhân gì vậy đến sau này mới biết thầy rất thương yêu rất coi trọng tôi coi trọng điều gì tôi là một trang giấy trắng chưa từng bị ô nhiễm tôi rất hứng thú đối với triết học rất muốn học nhưng chưa từng đọc sách triết học chưa từng tiếp thu bất kỳ sự chỉ giáo của nhà triết học nào như một trang giấy trắng vậy thầy yêu thương tôi như thế sợ tôi đến trường dự tính Nhất định quen các giáo thọ khác Quen nhiều bạn học Giao tiếp với bạn bè và những giáo thọ này Tri kiến của chúng ta sẽ bị tạp loạn Tri kiến tạp loạn thầy rất khó dạy Cho nên thầy quản rất nghiêm khắc Lúc đó tôi chỉ còn phải đi làm Tự nuôi thân, Cuộc sống rất khó khăn Chủ nhật hàng tuần đến nhà thầy học 2 tiếng Không thể đến nơi khác Dùng phương thức này để dạy Tôi cảm kích suốt đời Chỉ nghe theo tư tưởng của một người Về sau học Phật Đại sư chân gia cũng dùng thái độ này đối với tôi Cho nên thầy tôi là một người, không phải hai người, không phải rất nhiều. Đúng là nhất môn thâm nhập. nền tảng cơ sở của chúng ta mới có thể vững vàng. Đại sư Thiền đạo nói rất hay. Người thế gian nếu có định lực này Quý vị không dễ dàng bị họ làm dao động Nếu một vị A-la-hán đến thì sao? Họ là thánh nhân đã chứng quả Họ nói pháp môn này không phải pháp cứu cánh Quý vị có tin chăng? Đại sư thiền đạo nói vẫn không được tin họ Không những A-la-hán, Bồ-Tát Địa Thượng Bồ Tát Thập Địa Bồ Tát Nếu họ nói Pháp môn này Không phải cứu cánh viên mãn Chúng ta đều không được nghe theo Sau cùng Đại sư nói Nếu chư Phật Nguyệt Phương đến thì sao? Đức Phật đến Vì Phật nào đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến để nói với chúng ta Còn một pháp môn tốt hơn Thù thắng hơn Nhanh chóng hơn pháp môn này Quý vị có nghe chăng? Cũng không được nghe Cần phải nói với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Còn tu rốt đó pháp môn này là được Ngài có phương pháp hay cứ để dạy cho người khác Con không học Như vậy mới có thể thành công Đại sư thiền đạo nói rất hay Đúng là chư Phật đến Phật Phật đạo đồng Phật với Phật nói nhất định giống nhau Không thể sai khác Trí tuệ của Phật bình đẳng Trí tuệ của Bồ Tát không bình đẳng Một người có thể thành tựu ngay trong đời Không đơn giản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành đạo Hàng ma của bác tướng thành đạo Thật ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đã thành Phật từ kiếp lâu xa về trước Trong Kinh Phạm Phỏng nói rằng Lần này Ngài thị hiện thành Phật Ở thế gian là lần thứ 8 ngàn Đến thế gian này là lần thứ 8 ngàn Vì sao phải thể hiện hàng ma Nghĩa là nói với chúng ta Bất kỳ ai trên con đường tu học Nhất định gặp ma đến nhiễu loạn Không sao tránh khỏi Cần phải biết Dùng sức định tuệ Hàng phục ma oán Chúng ta cần phải có định công Cần có trí tuệ Không có định tuệ Rất dễ bị ma lừa gạt Bị đào thải ngay Đánh mất cơ duyên trực độ của đời này đó là tổn thức không gì sánh được Chúng ta phải kiên định tính tâm Tuyệt đối không được dao động phải tin vào kinh luận của pháp môn mình đã chọn chúng ta tu tinh độ nương vào điều gì nương vào ngũ kinh nhất luận nếu người khác nói không tương ứng với ngũ kinh nhất luận chúng ta tuyệt đối không tiếp thu Thực tế mà nói Ngũ Kinh Nhất Luận Y theo bất kỳ một bộ kinh nào đó Nếu có thể tin Có thể hiểu Có thể hành Sau cùng có thể chứng Chứng của tịnh Tông Là vãng sanh bất thoái thành Phật Đây là chúng ta chứng quả Tịnh Tông chính là hạnh phổ hiền Phẩm thứ hai của Kinh Vô Lượng Thọ Phẩm thứ hai Vẫn là phần tựa Trong Kinh Văn nói rất rõ ràng Cùng tu theo đức của phổ hiền đại sĩ Vào năm Càng Long cư sĩ Bành Tế Thanh đây là một vị cư sĩ rất nổi tiếng trong phật giáo bồ tát tại gia ông ta nói rằng kinh vô lượng thọ tức trung bổn hoa nghiêm ông ta nói với chúng ta rằng kinh a là tiểu bổn hoa nghiêm hay nói cách khác Kinh Hoa Nghiêm Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà Là một bộ kinh Đại bổn, trung bổn, tiểu bổn mà thôi Điều này nói rõ tịnh độ tông tu học là hạnh phổ hiền Tịnh độ tông tu học Là đại pháp viên mãn của Bồ Tát Một câu Phật hiệu nhiếp tận vô lượng Vô biên công đức lợi ích của chư Phật Như Lai và tất cả Bồ Tát Công đức danh hiệu không thể nghĩ bằng Không thể nghĩ bằng là sao? Vào thời tùy đường Chư vị đại đức Đã bỏ công phu Đem tất cả Pháp Thế Tôn Nói trong suốt 49 năm So sánh rất tường tận Bộ kinh nào đệ nhất? Đệ nhất chính là bộ kinh này có thể bao quát hết thảy các kinh hầu như mọi người đều công nhận kinh hoa nghiêm bởi vậy mệnh danh hoa nghiêm là pháp luân căn bản tất cả kinh điển là quyến thuộc của hoa nghiêm hoa nghiêm là căn bản hoa nghiêm là căn nguyên của phật pháp Sau đó so sánh Kinh Hoa Nghiêm Với Kinh Vô Lượng Thọ Cũng được mọi người công nhận Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất Vì sao vậy? Vì Hoa Nghiêm đến sau cùng Thập Đại Nguyện Vương Đạo Quy Cực Lạc Hoa Nghiêm mới phiền mãn Nếu không vãng sanh thế giới cực lạc hoa nghiêm trước sau không thể viên mãn không thể viên thành phần đọc bởi vậy kinh vô lượng thọ là tổng kết quy kết chung của kinh hoa nghiêm không dễ chứ vì tổ sư đại đức này thực tế mà nói cũng là bồ tát thị hiện Nếu họ không thể hiện như thế Làm sao kiên định tính tâm của chúng ta Chúng ta cảm ơn đội đức những người này Kinh Vô Lượng Thọ Có 48 phẩm Chúng ta lại so sánh tường tận 48 phẩm này phẩm nào quan trọng nhất Đương nhiên là phẩm thứ sáu. Phẩm thứ sáu Phát Đại Thề Nguyện Nổi nhất trong 48 nguyện 48 nguyện Là Phật A-di-đà tự nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuộc lại cho chúng ta đó không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói Chính Phật A Di Đà tuyên thuyết bốn mươi tám nguyện bốn mươi tám điều này điều nào quan trọng nhất hầu như cũng là chư vị cổ đức công nhận nguyện thứ mười tám nội dung nguyện thứ mười tám nói gì thập niệm tất sanh Đây là nói công đức danh hiệu không thể nghĩ bạc Có thể thấy hết thảy Phật Pháp Quy nạp đến sau cùng Chính là một câu A-di-đà Phật Hôm nay niệm câu Phật hiệu này Trong niệm Phật đường Thật vi diệu Câu Phật hiệu này tổng nhiếp hết thảy các Pháp môn Nhìn Nguyện thứ 18 tổng nhiếp 48 nguyện 48 nguyện tổng nhiếp Kinh Vô Lượng Thọ Mỗi câu mỗi chữ trong Kinh Vô Lượng Thọ không lìa 48 nguyện Hay nói cách khác là giới thiệu tường tận về 48 nguyện Tiếp tục triển khai Kinh Vô Lượng Thọ chính là Kinh Hoa Nghiêm Triển khai tiếp Kinh Hoa Nghiêm Chính là hết thảy kinh điển Thế Tôn nói trong suốt 49 năm Sau đó chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm Trong Kinh nói Một tức tất cả Tất cả tức một Một là gì? Là bốn chữ a di đà Phật Một câu Phật hiệu Những gì Đức Phật nói trong suốt 49 năm Một câu Phật hiệu nhiếp hết tất cả Vô lượng vô biên pháp môn Mà hết thảy chư Phật như lai khắp mười phương ba đời nói Không ra ngoài câu Phật hiệu Vì thế một câu Phật hiệu tổng nhiếp hết thảy pháp môn của chư Phật như lai Công đức danh hiệu thật sự không thể nghĩ bạc Trong kinh Đức Phật nói Câu danh hiệu này Chỉ có Phật với Phật mới có thể rốt ráo Nếu đẳng giác Bồ Tát không được Phật lực gia trì Họ cũng không biết Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Câu Kinh Văn này rất dễ học Chúng ta đã biết chúng ta dùng phương pháp gì để giúp tất cả chúng sanh dùng pháp môn niệm phật kinh văn khiến tất cả chúng sanh trí thân đầy đủ đây là trí tuệ đức năng đều có thể đủ nghĩa là phiên mãn câu nói cuối cùng này là tổng kết thành tựu như thị vô lượng công đức đây là tổng kết đa môn bất luận là quả thức hay hành đức của bồ tát đều nói không cùng tận cho nên tổng kết là như thị vô lượng Nếu muốn biết thêm Toàn bộ kinh văn nói đều như vậy Đều là công đức viên mãn của Bồ Tát Chúng ta phải lãnh hội tường tận Đoạn kinh văn này đến đây là kết thúc 170 đoàn thể dự hội này Đoàn thể thứ nhất là Bồ Tát Đoàn thể này rất lớn Số lượng vô biên Là đoàn thể chủ yếu Vì thế Văn tự tán thán trí tuệ Đức năng của họ cũng hơi dài Chúng ta đã nói không ít lần bên dưới là hợp luận của lý trưởng giả ông có sự lãnh ngộ của mình cũng rất đáng cho chúng ta tham khảo thiền sư đạo bái cũng trích lục đoạn khai thị của lý trưởng giả đưa vào trong toán yếu ông nói đoạn này có 10 có từ thập Phật thế giới Vi trần số Bồ Tát Cho đến đoạn kinh văn chúng ta Vừa nói xong Trong kinh hoa nghiêm Tổng cộng có 30 hàng Ngài rất tường tận Tất cả có 511 chữ Nói rõ về đoàn thể này của bồ tát đoàn thể bồ tát tham dự pháp hội này trong phần này hiển thị trong hội thứ nhất Tất cả có 47 đoàn thể Trong Kinh Phật gọi là Chúng, 47 chúng Nói như hiện nay 47 đoàn thể Pháp hội hiện tại của chúng ta Cũng là đoàn thể Chúng xuất gia là một đoàn thể Chúng nam là một đoàn thể Nữ chúng là một đoàn thể tại gia thọ nam giới là một đoàn thể thọ bồ tát giới cũng là một đoàn thể thọ quy y là một đoàn thể chưa thọ tam quy lần đầu đến nghe kinh quý vị cùng đến với vài người bạn ba người năm người cùng đến nghe kinh quý vị cũng là một đoàn thể đại chúng tham gia pháp hội ở đây không tính từng người tính từng người quá nhiều Nói không hết Chỉ nói đoàn thể lớn nhỏ Hội thứ nhất có 47 đoàn thể Đều tham dự Pháp hội Hoa Nghiêm của Thế Tôn Kiến lập sự nghiệp lợi ích chúng sanh của Đức Phật Đức Phật mở hội này để làm gì? Để lợi ích chúng sanh Lợi ích hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới Pháp này là Đại Pháp viên mãn cần được nhiều bồ tát như thế đến hộ trì nói như hiện nay cần nhiều bồ tát như vậy đến ủng hộ cần nhiều bồ tát như vậy đến cổ vũ cảnh tượng này mới long trọng bởi vậy bồ tát ở trong hội này thật ra đều thuộc về ảnh hưởng chúng đến để làm ảnh hưởng chúng vì chư phật như lai từ bi vô tận Phổ độ chúng sanh Bồ Tát là học trì của Phật Là đệ tử nhập môn của Phật Thế gian gọi là đệ tử nhập thức Quan hệ rất thân mật Huống gì Mỗi vị Bồ Tát Đều phát thệ nguyện độ chúng sanh Hôm nay thấy mình từ bi độ chúng Có học sinh nào không ủng hộ Sao có chuyện không toàn tâm toàn ý hiệp trợ Đức Phật nói Đạo Vô Thượng Chư Bồ Tát đã chứng được Làm gương là mô phạm cho chúng ta Phật nói Bồ Tát hạnh Họ đều làm được Làm cương cho chúng ta noi theo Mà làm một cách nổi bật nhất Là 53 lần tham bái ở sau 53 lần tham bái Mọi người phải nhớ Mỗi vị thiện tri thức Không phải tượng trưng một pháp môn Nếu tượng trưng một pháp môn Vậy chỉ có 53 pháp môn Sao lại ít như vậy không phải nói vô lượng vô biên pháp môn Sao chỉ có 53 được Là quy nạp Nếu mỗi vị tiện tri thức Đều tượng trưng vô lượng vô biên pháp môn Họ thuộc loại này Loại này tức vô lượng vô biên Bồ Tát tu học trong loại này người tu học thành phật trong loại này lại không biết có bao nhiêu chữ số đó đều là bất khả thuyết bất khả thuyết chúng ta phải hiểu chân tướng sự thật này sau đó mới có thể lãnh hội pháp hội trang nghiêm thù thắng vô cùng trong đoạn kinh văn này vừa mở đầu liền nói với chúng ta mười vị bồ tát cùng tên chúng ta cũng đã giới thiệu thường tận bồ tát cùng tên ý nghĩa trong này chính là nói từ xưa đến nay hết thảy chư phật khắp mười phương ba đời cùng tu theo đức của phổ hiền đại Sử. toàn là tu hạnh phổ hiền mà thành tựu Chúng ta cần phải lãnh hội được ý này Mật nghĩa trong Kinh Văn nói Trước tiên giới thiệu về Phổ Hiền Sau đó giới thiệu chính vị Bồ Tát cùng có chữ Phổ Tiếp theo là giới thiệu 10 vị Bồ Tát dị danh dị danh Dị là dị trong đồng Đồng là đồng trong dị Đồng dị không hai Trong mười phổ Phổ hiền là gốc Bồ Tát Phổ Hiền là căn bản đồng danh là phổ ý này nói rõ gốc và ngọn là một gốc là gốc của ngọn ngọn là ngọn của gốc nơi nơi đều hiển thị nhất chân pháp giới Đồng dị chung riêng Gốc là chung Ngọn là riêng Riêng là riêng trong chung Chung là chung trong riêng Chung riêng là một không phải hai Đồng dị là một không phải hai Từ đây chúng ta lãnh ngộ được Hết thảy vạn pháp thế suốt thế gian là một không phải hai Dần dần khiến chúng ta lãnh hội một vài tình huống của nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới ở đâu? Không xa rời chúng ta, ngay tại đây Chúng ta đang mê, mê mà không giác Ba đời chư Phật tu hành phổ hiền Đại bi, đại trí Hiển thị nơi tính vị Trụ vị Thập tính, thập trụ Thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát có năm đẳng cấp 50 vị thứ Bất luận ở vị thứ nào Đều tự lợi lợi tha Ngày nay chúng ta ở vị thứ nào? Ngày nay chúng ta chưa nhập vị Như đi học Như học sinh chính khóa Lớp 1 là học sinh chính khóa Lớp 1 là ai? Là Bồ Tát Sơ Tính Vị Chúng ta bây giờ không phải Bồ Tát trong kinh nói rất rõ ràng Chúng ta là Đại Tâm Phạm Phu Đại Tâm Phạm Phu là gì? Là lớp dự bị Chưa lên lớp 1 Lớp dự bị của lớp 1 Sắp lên lớp 1 Chúng ta đang ở địa vị này Bản thân phải rõ ràng đại tâm Trí tuệ đức năng của chúng ta Chưa thể nhập vị Chưa đoạn tập khí phiền não Cho nên chưa nhập vị Nhưng tâm chúng ta không khác với tâm của sơ tính vị bồ tát đây gọi là đại tâm phạm phu tâm gì niệm niệm vì phật pháp niệm niệm vì chúng sanh đây là đại tâm phạm phu chúng ta tu hành đời đời kiếp kiếp đều không thể có kết quả nguyên nhân là do tâm lượng quá nhỏ nhỏ đến mức độ nào nhỏ đến mức không thể dung nạp người không những nhỏ đến mức không thể dung nạp người khác nhỏ đến mức không thể dung chứa mình mình còn nổi nóng với chính mình mình còn không chấp nhận chính mình quý vị nói còn cách gì khác Họ có thể làm được gì Sự nghiệp Phật Pháp Là đại sự bậc nhất Trong Pháp Thế Xuất Thế gian. Tuy Đại Tâm Phạm Phu chưa chứng quả Chưa nhập khí cảnh giới Họ tương ưng Họ được chư Phật hộ niệm Họ được thiện thần ủng hộ đã phát tâm tâm nhất định phải thực hành trên hành nếu không tâm đó là không là giả thực hành trên hành thật sự tu lục độ đó không phải tu giả tu thật tâm ta phát là chân tâm Hiện nay Người thế gian ai chịu nói lời chân thật Tôi hỏi quý vị Bây giờ quý vị có bao nhiêu tiền Chắc quý vị không chịu nói Trong xã hội nói quyền riêng tư Bí mật riêng tư của mình Không được bộc lộ Còn phải che giấu Sự che giấu này sẽ đưa ta vào trong tâm đồ còn có vấn đề không thể nói với người khác đó đương nhiên không phải là việc tốt việc tốt vì sao không nói với người khác có gì bí mật để nói đâu trong phật pháp không có bí mật chỉ có thâm mật không có bí mật nếu học phật mà còn giấu người khác đi khắp nơi làm việc xấu như vậy làm sao có cảm ứng quý vị gạt được người thế gian nhưng không thể gạt quỷ thần ngạn ngữ thường nói ngẩng đầu ba thước có thần minh sao ta có thể gạt thần minh ta dùng thủ đoạn lừa gạt người người bị ta lừa gạt bị ta che mắt vẫn tôn kính mình nhưng quỷ thần sẽ cười chơi mình coi thường mình chúng ta đọc kinh vô lượng thọ Đọc đến trong Kinh Vô Lượng Thọ nói Đến nhân số ở thế giới cực lạc rất nhiều Không thể tính kể Mà mỗi người vãng sanh Dù là hạ hạ phẩm vãng sanh Thần thông đạo lực Hầu như không khác với Phật A-di-đà thiên nhãn động thị thiên nhĩ triệt thính tha tâm biến tri chúng ta khởi tâm động niệm mỗi người ở thế giới cực lạc đều rõ ràng minh bạch ta muốn cầu vãng sanh khi lâm chung đến tiếp dẫn không phải vấn đề đơn giản phải có điều kiện điều kiện gì tâm thanh tịnh Tâm tịnh tức cõi Phật tịnh Chỉ có niệm Phật đến tâm thanh tịnh Khi lâm chung Phật và đại chúng mới đến tiếp dẫn Còn có điều che giấu không nói được với người khác Tức tâm không thanh tịnh Khi lâm chung Phật không đến tiếp dẫn Chư vị đồng tu phải biết Pháp môn này Dù một chút giả dối cũng không được làm Chẳng phải đã từng nói với quý vị Niệm Phật không hoài nghi Không xen tạp Không được xen vào chút giả dối nào Xen vào một chút giả dối Xen vào một chút hư vọng Xen vào một chút riêng tư Đời này không thể vãng sanh không phải Phật không từ bi Không phải Phật không tiếp dẫn Là tự mình chướng ngại mình Tôi không thể không nói rõ ràng minh bạch với quý vị điều này Tôi từng nói rất nhiều lần Hy vọng nhắc nhở chư vị đồng tu Nếu muốn vãng sanh trong đời này Nhất định phải đoạn sạch hương vị Niệm niệm tương ưng với tâm nguyện của Phật Như vậy mới nắm chắc việc vãng sanh Nắm chắc vấn đề vãng sanh Không cần tính toán phẩm vị cao hay thấp Hạ hạ phẩm vãng sanh cũng tốt Đừng so đo, đừng tính toán đến phẩm vị So đo tính toán đến phẩm vị Chỉ sợ không thể vãng sanh Thế giới Tây Phương cực lạc Người này đúng là quá chấp trước Quá hiếu thắng Chúng tôi không cần anh Đến đây mà còn muốn tranh địa vị Chẳng phải làm trò cười sao Cần tâm địa phải luôn thanh tịnh Tâm bình khí hòa Không nhiễm chút trần như vậy mới có thể làm được việc lớn này Đời này vĩnh thoát luân hồi Không còn trôi lăn trong ba đường ác Bởi vậy cần phải siêng năng tu hạnh Bồ Tát Đối với hết thảy đại chúng sanh Phải dùng phương tiện thiện xảo học tứ nhiếp pháp của phật bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự dùng vô số phương tiện để giới thiệu phật pháp cho đại chúng đó là vô lượng công đức chỉ cần là người quen Hiện nay rất phương tiện Bây giờ ta có thể giới thiệu địa chỉ trên mạng cho họ Giới thiệu đạo tràng cho họ Tôi làm ở đây Cũng hy vọng mỗi vị đồng tu Đều siêng năng nỗ lực làm Cách làm này Là thay Phật làm việc Tổng đề mục của chúng ta Vẫn chưa viết câu đối Câu đối chính là đề mục chung của chúng ta Học phi nhân sư Hành vi thế phạm Tám chữ này là nội dung viên mãn Của Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Làm Phật Bồ Tát nghĩa là gì? Chính là làm tấm gương tốt cho hết thảy chúng sanh Làm điển phạm cho tất cả chúng sanh hy vọng người khác đến đây tham học luôn nhìn chúng ta luôn phê bình chúng ta luôn chỉ giáo chúng ta chúng ta làm chẳng lẽ không có khuyết điểm ư không có sai lầm ư khuyết điểm sai lầm quá nhiều bản thân không biết người khác chỉ điểm phê bình chúng ta lập tức sửa đổi Phải biết sửa Hy vọng chúng ta làm càng viên mãn Hy vọng chúng ta làm càng như Pháp Chúng ta hoan hỷ nghe phê bình Hoan hỷ nghe chỉ giáo Bất luận quý vị phê bình là thiện ý hay ác ý Chúng tôi đều tiếp nhận Đều siêng năng nỗ lực sửa đổi khiến đạo tràng này đầy đủ quỷ phạm dùng tướng nhiếp pháp tiếp dẫn tất cả đại chúng chúng ta khuyên người đến đây niệm phật là vì phật pháp vì chúng sanh tuyệt đối không phải vì đạo tràng này quý vị nghĩ như vậy là sai sẽ không có cảm ứng. Chúng ta ngày nay nhất niệm sơ tâm này rất đáng quý, nhất niệm sơ tâm phải kiên trì đến cùng, vĩnh viễn vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì hết thảy quần sanh khắp tận hư không tiếng pháp giới. <laughs> dùng tâm lượng không thể như chư phật như lai nhất định phải đầy đủ từ bi hỷ xã tứ vô lượng tâm từ là ban vui bi là bạc khổ Hỷ là tùy hỷ công đức Đặc biệt chú trọng điều này Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Xã là có thể buông bỏ tất cả Buông bỏ tất cả thân tâm thế giới Thế gian này Như mộng như huyễn Không có gì là thật ở trước tôi từng nói với chư vị vì thế gian không có đạo trạng như pháp thập phương thường trú cho nên bắt buộc người xuất gia chúng ta không thể không giữ một ít tài vật riêng vì sao vậy sau cuộc sống không có nơi nương tựa không có ai chăm sóc nhất định phải cất giữ một ít người thế gian gọi là để dành khi về già chúng ta là một đệ tử như pháp của phật đệ tử như pháp của phật trên tay không cầm tiền xài mang tiền theo trên người là phá giới đừng nói là giới tỳ kheo giới sa di cũng phạm nhưng chúng ta sống trong xã hội hiện thực này Là bị bắt buộc không còn cách nào khác Phật cũng thương xót chúng ta Nhưng hôm nay có một đạo tràng như vậy Phật sẽ không thương xót chúng ta Chúng ta có thêm của riêng Đức Phật liền mắng chúng ta Trước đây là bất đắc chỉ Bây giờ đã là có đạo tràng Quý vị còn muốn cất tiền riêng Còn muốn tích trữ Như vậy là sai phải buông bỏ tất cả thường tâm thế giới tất cả đều quy về thường trụ thân thể cũng hiến cho thường trụ nhất tâm nhất ý làm việc cho đạo tràng này làm công đức làm việc nhỏ niệm phật vãng sanh bất thoái thành phật cho nên ở đây là chỗ tất cả như lai được bồ đề đây là thật không phải giả nhân duyên hy hữu ở đây chúng ta hành chính là đạo phổ hiền tất cả bồ tát cũng hành pháp này Ngày nay chúng ta cũng hành pháp này Có thể mong chờ thành tựu trong tương lai Lý trưởng giả nói Như lai là quả của chánh giác Phổ hiền và chư vị Bồ Tát này là hành quả của chư Phật Nơi như lai cư trú Là hoa tạng tịnh độ Hoa tạng tịnh độ Là nương quả mà được báo Tất cả chúng sanh Dùng căn tánh của mình Quan sát ba loại nhân quả của Như Lai Học tập hành môn của Phật Bồ Tát Từ chỗ này sanh khởi tính tâm Kiến lập đại nguyện Phật Pháp cũng không liền nhân quả ở trước có trình bày với quý vị về nhân quả bất không Trong hội này Vừa mở đầu nói về Phổ Quang Minh Điện Đến hội thứ hai Phẩm Hiền Thủ Tổng cộng có 12 Phẩm Kinh 12 phẩm kinh này khó giảng nhất trong kinh Hoa Nghiêm. Thông thường Pháp Sư giảng kinh Hoa Nghiêm Không ai không sợ đoạn kinh này Kinh ở sau đều dễ nói phần giải dễ nói phần này khó vô cùng khó ở đâu toàn là danh hiệu của phật bồ tát và quỷ thần toàn là lời họ tán thán mà tán thán hầu như đều gần tương đương kinh văn lại dài như vậy nói bằng cách nào Khó thật Chứ không phải giả Mà đoạn kinh văn này Nói cho chư vị biết Rất quan trọng Đức Phật Tỳ Lô Giá Na Đã thành Phật Ngài hiển bài y chánh trang nghiêm của mình Cho chúng ta thấy Hiển bài ra cho chúng ta xem không hiểu không biết sự lợi ích của nó như chúng ta tham quan viện bảo tàng vậy viện bảo tàng cố cung của trung quốc chưa vị đi tham quan trong phòng triển lãm trưng bày những gì toàn là đồng hư sắc vụn ngói bể gạch nát trưng bày những thứ này quý vị thấy những thứ đó có ý nghĩa gì chăng vì sao ta không nhận ra vì không biết giá trị của nó đó là cổ vật mấy ngàn năm vật quý nhất trong các phòng triển lãm người thế gian không hiểu thấy nó chẳng có gì thú vị thấy những vật hư nát này cho tôi cũng không cần không đáng một xu Thật ra đó là báu vật vô giá Thích những gì? Thích đồ dùng bằng ngọc của thời đại Minh Thanh Rất đẹp Thấy rất dễ thương Đúng là đi không đành Đồ dùng bằng ngọc thời Minh Thanh So với đồng hư sắc phụng, Giá trị của nó như một trời một vực Chúng ta không hiểu cũng không biết thưởng thức Tuy nói giá trị cao như thế Cho tôi tôi cũng không cần Mở đầu kinh Hoa Nghiêm Chính là hội triển lãm Phạm phu chúng ta nhìn thấy Y chánh trang nghiêm này không hiểu Nhìn thấy hoa mắt Không biết nó có nghĩa là gì Tuy không hiểu ý gì Nhưng tâm ngưỡng mộ vẫn sanh khởi đúng là quá đẹp quá trang nghiêm thế gian chúng ta không có không những thế gian không có cõi trời cũng không có vì thế ta có thể sanh khởi tâm khác ngưỡng ta mới nghĩ đến làm phật rất tốt mới sanh khởi ý niệm làm phật nếu muốn làm phật phải làm sao vậy thì phải học phật ý niệm học Phật tự nhiên sanh khởi. Đoạn lớn kinh văn này, kinh văn dài như vậy, mục đích giảng kinh ở đâu? Mục đích là khiến người sanh khởi tâm muốn học Phật. Vậy là nói thành công đoạn kinh văn này. Nếu sau khi nghe giảng xong đoạn kinh văn này, người ta không sanh khởi ý niệm học Phật, ta giảng kinh này thất bại hoàn toàn vì nó toàn là sự sự này nói như thế nào nhất định phải nói ra được lý ở trong sự nói ra nhân quả ở trong sự nói ra công đức lợi ích bao hàm trong sự như vậy sẽ rất lý thú Chỗ khó của phần này là đây Từ kinh văn bên dưới Bên dưới là loại thứ hai Đoàn thể thứ hai Hải Nguyệt Quang Đại Minh Bồ Tát Ở sau chúng ta sẽ xem đến Tiếp theo nói với chúng ta về thần chấp kim cang. Chúng thần có chín đoàn thể. Đây là nói thập trụ nhân quả. Những người này là ai? Nói cho chư vị biết toàn là Bồ Tát phổ hiền. Mọi người phải ghi nhớ điều này. Ở trước nói chung Nói riêng, nói đồng, nói dị Ý nghĩa trong này rất sâu sắc Họ ở trong người Pháp giới Thì hiện thân phận không giống nhau Toàn là đại quyền thị hiện Kim Cang Thần Kim Cang là hộ Pháp Dùng thân phận này xuất hiện Lý trưởng giả nói Họ cũng là phổ hiền đẳng chúng Đẳng là nhân vật ngang hàng Cũng là nhân vật như phổ hiền Nhân vật đẳng lưu Chẳng qua danh xưng của họ khác nhau Danh xưng của họ biến thành thần chúng Nếu những thần chúng này Không có năng lực tham gia hội này Chúng ta biết hội này 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ Nghe Phật giảng Kinh Hoàng Nghiêm Nếu không phải Pháp Thân Đại Sĩ Không thể nhập cảnh giới Phật Đây là cảnh giới Phật Trong này bất luận thấy họ là thân phận gì Chúng ta đều biết Họ là Pháp Thân Đại Sĩ biến hiện ra Chúng ta phải hiểu điều này Những gì họ thể hiện Như trong phẩm phổ môn nói Đáng dùng thân gì để độ Họ liền hiện thân đó Đáng dùng thân kim can thần để độ Họ liền hiện kim can thần Đáng dùng sơn thần hải thần để độ Họ liền hiện sơn thần và hải thần Đáng dùng thiên thần để độ Họ liền hiện thiên thần Cùng một đạo lý Người đáng dùng thân người để độ Họ liền hiện thân người Sự và lý Ở trước từng trình bày với quý vị Chư Phật Bồ Tát Và tất cả chúng sanh cảm ứng đạo giao chỉ có một mục đích giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ quay đầu là bờ ở đây bồ tát đang biểu diễn biểu diễn một vị phàm phu diễn một kẻ phàm phu từ sơ tính vị bắt đầu kiến lập tính tâm tín ngưỡng phật pháp nếu tính tâm thù thắng tính tâm thanh tịnh họ thật giác ngộ tin quả địa chánh giác của như lai và tâm tính mình không hay không khác tuy chúng ta ở phạm phu địa tuy nhất phẩm tập khí phiền não đều chưa đoạn nhưng đức phật nói mỗi chúng ta đều có chân tâm có bổn tánh chân tâm và bổn tánh của chúng ta không khác gì chân tâm bổn tánh của chư phật tâm tánh ở phàm không diệt ở thánh không tăng không tăng không giảm bất cấu bất tịnh không phải nói tâm tánh phật bồ tát thì thanh tịnh còn tâm tánh phàm phu thì ô nhiễm không phải ở phàm không nhiễm ở thánh cũng không tịnh đó mới là thật nếu có nhiễm có tịnh đó là giả không phải thật trong kinh đức phật nói có nhiễm có tịnh nhiễm tịnh là nói về điều gì nói về a lại gia thức a lại gia thức có nhiễm có tịnh chân như bản tánh không có nhiễm tịnh cần phải hiểu đạo lý này chúng ta mới minh bạch rằng chân như bản tánh của mình với chư phật như lai không khác đây là pháp căn bản để chúng ta nương vào đó tu học Tính tâm của chúng ta kiến lập từ đây Kiến lập trên tâm thanh tịnh của tự tánh Quý vị nói tính tâm này kiên định biết bao Vì thế mới có thành tựu không thể nghĩ bạc sau cùng lý trưởng giả nói rằng trong bộ kinh này có rất nhiều pháp môn nhân quả nói chúng bồ tát dị danh đây là thập trụ sơ tâm thập trụ sơ tâm không lìa pháp cũ lúc vừa phát tâm liền thành chánh giác ý này thâm sâu vô cùng chúng ta thử nghĩ xem phải chăng chúng ta sơ phát tâm liền thành chánh giác sơ phát tâm nhất định thành chánh giác nhưng ta chưa phát tâm ta tưởng rằng mình đã phát tâm đó là tăng thượng mạng đó là sai lầm không phải thật như thế nào gọi là sơ phát tâm sơ phát tâm là phát tâm bồ đề vừa phát tâm bồ đề trong kinh hoa nghiêm là quả vị gì quả vị của sơ trụ bồ tát quý vị phải biết sơ trụ bồ tát không những siêu việt lục đạo vượt thoát mười pháp giới họ phá nhất phẩm vô minh chứng một phần pháp thân đây gọi là sơ phát tâm người sơ phát tâm như thế nào quý vị muốn biết hình tượng của người sơ phát tâm cuộc sống hành vi của họ biểu hiện ra bên ngoài nói cho chư vị biết Đại thừa khởi tính luận là hình tượng của sơ phát tâm Đại thừa khởi tính Trong Kinh Lăng Nghiêm nói về Nhị thập ngũ viên thông trường 25 vị Bồ Tát đó là sơ phát tâm Lệnh trong hội lăng nghiêm bồ tát quan thế âm là sơ trụ bồ tát vị quan âm bồ tát của sơ trụ quan âm bồ tát trong kinh hoa nghiêm quan âm bồ tát của thức hồi hướng quan âm bồ tát trong kinh pháp hoa là quan âm bồ tát của đẳng giác bồ tát quan âm ngài ở địa vị nào trong 51 địa vị biểu hiện hình tượng như thế nào hôm nay chúng ta chưa phát tâm một khi phát tâm liền nhập bồ tát vị nhưng đại tâm phàm phu dần dần tiếp cận phương hướng mục tiêu phát tâm vị công đức này không thể nghĩ bằng tuyệt đối không có lệch lạc nhất định không có quay đầu thôi hôm nay thời gian đã hết chúng ta tạm dừng tại đây